chị, mẫu áo dài cách tân tiếp theo là một chiếc áo dài cách tân với tông màu này là tông màu cam nha các chị. Màu này là màu cam ạ. Màu cam chất liệu là tơ gân in họa tiết 3D. Chất liệu là tơ gân nên là rất là mềm mịn và thoáng mát luôn. Cái này có độ co giãn nhẹ cho các chị ạ. Những họa tiết trên áo này là mình sẽ được in 3D. Tất cả họa tiết trên áo là in 3D hết các chị. Rất là xinh. Mẫu này em có với chân váy màu đen. Nhưng ngoài chân váy màu đen các chị có thể chọn cái màu chân váy mà mình yêu thích. Ngoài màu đen thì em có màu vàng, màu trắng, màu đỏ, màu cam. Mẫu này thì em có size cho các chị từ 45 cho tới 63 kg. Từ 45 cho tới 63 kg ạ. Rồi, mã số của chiếc áo dài này là AV150. AV150 ạ. Giá là 440.000. AV150 giá là 440.000. Do số lượng có hạn cho nên các chị mình cũng nhanh tay đặt hàng nhanh qua số điện thoại Zalo trên màn hình, hoặc các chị có thể mua hàng trực tiếp tại website thời trang nữ hoàng.com. Em xin chào các chị. Mỗi em đang mặc trên người là một chiếc áo dài cách tân với chất liệu là tơ nhung cao cấp in họa tiết 3D. Họa tiết của mình ở đây là hai cành đào rất là xinh xắn và dễ thương. Màu sắc chiếc áo dài của mình là màu vàng, rất là tươi tắn và xinh xắn. Cổ là cổ tròn, mình có cái lại tay lửng. Ở đây em sẽ phối với lại chân váy màu đen. Ngoài chân váy màu đen này ra thì em còn có rất là nhiều màu khác cho các chị lựa chọn. Khi mà mình mua cho áo dài cách tân thì các chị có thể thoải mái lựa chọn màu sắc mà các chị thích nha. Ở đây em cũng còn đủ size cho các chị từ size M cho tới size 2XL. Mã số AV150 và giá là 440.000. AV150 và giá là 440.000. Mẫu này em có màu xanh, màu đỏ, màu vàng và màu xanh dương nha. Chị yêu nào yêu thích mẫu này chụp ảnh màn hình lại giùm em. Chụp ảnh màn hình lại. Và sau đó mình sẽ đặt hàng nhanh qua số điện thoại Zalo trên màn hình. Ngoài ra các chị cũng có thể truy cập Zalo này để mình tham khảo thêm một số mẫu thời trang mới. Vậy xin chào các chị. Mẫu dài áo dài cách tân tiếp theo là một chiếc áo dài cách tân với tông màu là tông màu xanh lá. Tông màu xanh lá. Chất liệu là tơ lụa cao cấp. Tơ lụa cao cấp cho nên rất là mềm mịn và thoáng mát các chị. Mặc rất là mát. Họa tiết của mình là được in 3D. Những cái họa tiết này là họa tiết in 3D nha các chị. Ở đây ạ. Họa tiết nhìn rất là sang trọng, rất là bắt mắt. Những cái họa tiết như thế này thì rất là phù hợp cho các chị đi diện vào những cái dịp lễ hội, cúng đình, cúng chùa, hay là mình đi chơi trong những cái dịp du xuân chẳng hạn. Chụp những cái bộ ảnh mùa xuân hoặc là những cái dịp Tết thì mặc lên rất là xinh. Ở đây em phối với chân váy màu đen. Nhưng ngoài ra chân váy màu đen thì các chị có thể chọn những cái màu mình yêu thích. Ngoài màu đen ra em còn chân váy màu trắng, màu vàng, màu đỏ, màu cam. Mình có thể chọn màu yêu thích hoặc là phối theo cái sở thích của mình, miễn sao là nó sẽ tương đồng với chiếc áo dài của mình là được các chị ạ. Cái này em cũng còn đủ size cho các chị từ 45 kg cho tới 63 kg, từ size M tới 2XL và giá là 440.000. 440.000 nha các chị. Rồi, mã này em có mã số là AV150. Do số lượng có hạn cho nên các chị yêu mình cũng nhanh tay đặt hàng nhanh qua số điện thoại Zalo trên màn hình, hoặc các chị có thể mua hàng trực tiếp tại website thời trang nữ hoàng.com. Rồi, em xin chào các chị. Mẫu áo dài mà em đang mặc trên
người làm một chiếc áo dài với chất liệu là tơ nhung cao cấp. Chất liệu là tơ nhung cao cấp thì các chị rất là mềm và rất là mịn luôn, mặc rất là mát. Ở phần tay áo mình có in 3D họa tiết thiên hạc nha các chị, in 3D họa tiết thiên hạc màu vàng rất là dễ thương. Ở đây em sẽ phối với chân váy màu đen, nhưng mà ngoài ra ngoài chân váy màu đen các chị cũng có thể lựa chọn những màu sắc váy mình thích như màu trắng, màu đỏ, màu vàng chẳng hạn. Chân váy em có rất là nhiều màu cho nên khi các chị mới vào thì các chị có thể thoải mái lựa chọn màu sắc của chân váy nha. Cổ của mình là cổ tròn, cổ thuyền nhưng mà thuyền không có đẹp lắm đó. Dạng cổ tròn các chị. Tay là tay lửng. Mẫu này em cũng còn đủ size nha, từ size M cho tới size 2XL em còn đủ size. Rồi, mã số của chiếc áo dài này là AV192 480, em sale còn 440.000. AV192 sale còn 440.000. Chị em nào yêu thích mẫu này chụp ảnh màn hình lại giúp em nha. Chụp ảnh màn hình lại giúp em và đặt hàng nhanh qua số điện thoại Zalo trên màn hình. Ngoài ra các chị em cũng có thể truy cập số Zalo này để mình tham khảo thêm một số mẫu tại nhà mới. Em xin chào các chị. Mẫu áo dài các chị đang xem là một chiếc áo dài với chất liệu gấm cao cấp, mình được in họa tiếp theo hoa nổi. Những cái hoa này là hoa nổi các chị, mình được thêu trực tiếp lên trên áo dài mình luôn, phối với lại tay ren. Đây tay ren, cổ mình có đính những hạt ngọc trai rất là xinh. Từ size M cho tới size 2XL là em còn đủ, là cho các chị khoảng từ 46kg cho tới 45kg cho tới khoảng 63kg là mặt dừa nha. 45 cho tới 63kg mặt dừa. Rồi mẫu này có mã số là AV209, giá 590, sale còn 500.000. Em xin nhắc lại, AV209 và giá sale là 500.000. Cổ này là cổ trụng thấp nha các chị, cổ là cổ trụng thấp, tay này là tay lỡ ạ. À, mẫu này em cũng còn đủ size cho các chị, từ size M cho tới size 2XL em còn đủ nha. Nghe là các chị từ 45kg cho tới 63kg thì em sẽ còn đủ size ha. Mã số của chiếc này là AV111, 520 em sale còn 440.000. Em xin nhắc lại, AV111 giá là 440.000. Còn chị yêu nào yêu thích mẫu này, chụp ảnh màn hình lại em, chụp ảnh màn hình lại và đặt hàng nhanh qua số điện thoại Zalo trên màn hình. Ngoài ra các chị yêu cũng có thể truy cập số Zalo để mình tham khảo thêm
một số mẫu thời trang mới. Em xin chào các chị, mẫu áo dài cách tân mà em đang mặc trên người là một chiếc áo dài cách tân có chất liệu giấm cao cấp được in 3D. Giấm cao cấp in 3D các chị, giấm trên mặt rất là mềm mịn, rất là mát luôn, không nóng được. Ngoài ra ở phần tay áo thì mình có phối với lại ren. Ren này cũng là ren cao cấp cho nên là mặt rất là mềm, không có bị ngứa nha. Ở đây các tay áo mình có phối màu đỏ cho nên em sẽ phối với trên váy màu đỏ. Ngoài màu sắc đỏ này ra thì các chị có thể phối thoải mái, phối tự nhiên với những cái chiếc váy khi mà nhau. Các chị có thể lựa chọn màu sắc chiếc váy khi mà mình mua chiếc áo dài cách tân này nha các chị. Cái mẫu màu đỏ màu vàng này thì nhìn rất là sang trọng, nhìn nhận là rộ lên cái sắc của mùa xuân liền. Mẫu này rất là thích hợp cho các chị mặc du xuân trong những dịp lễ Tết nha, hoặc là đi chùa cũng rất là phù hợp. Cổ là cổ tròn, tay là tay lửng nha các chị. Mẫu này em cũng còn đủ size từ M cho tới 2XL. Mã số AV116 và giá là 440.000. Em xin nhắc lại, AV116 và giá là 440.000. Chị yêu nào yêu thích mẫu này thì bản thân mình lại đi, cho bản thân mình lại giúp em và sau đó mình sẽ đặt hàng nhanh qua số điện thoại Zalo trên màn hình. Ngoài ra các chị em có thể truy cập cái số Zalo này để mình tham khảo thêm một số mẫu thời trang mới. Mẫu áo dài cách tân em đang mặc trên người là một chiếc áo dài cách tân với chất liệu là gấm cao cấp được in 3D họa tiết rồng rất là sang trọng. Mẫu này là mẫu màu hồng nhạt kèm theo chân váy là màu hồng đậm. Ngoài màu hồng đậm này ra thì chân váy em còn rất là nhiều màu, các chị sẽ thoải mái được lựa chọn màu sắc khi mà mình mua mẫu áo dài này. Tay mình có phối ren nha các chị, gắm mà tay thì mình có phối ren cùng màu luôn. Tay là tay lửng, cổ là cổ trụ thấp ạ. Cổ là cổ trụ thấp. Mẫu này em đang mặc hơi rộng này, chị nào mặc vừa size ôm vào chút xíu thì sẽ rất là xinh nha các chị. Này mình mặc vừa size sẽ rất là xinh. Rồi mẫu này em cũng còn đủ size luôn, từ M cho tới 2XL. Mã số AV127, 408 sale còn 440.000. Cổ là cổ tròn nha các chị, cổ tròn. Tay là tay lửng, cổ tròn tay lửng rất là xinh. Cái này em sẽ phối với chân váy màu hồng. Khi nào không thích màu hồng thì các chị có thể phối với màu trắng chẳng hạn. Chân váy em có rất là nhiều màu luôn, các chị sẽ được thoải mái mình lựa chọn màu sắc của chiếc chân váy khi mà mình mua chiếc áo dài cách tân nha các chị. Mẫu này em cũng còn đủ size từ size M cho tới 2XL, nghĩa là các chị từ 43kg cho tới 63kg mình có size nha. Mẫu này em có mã số AV114, 510 em sale còn 440.000. Em xin nhắc lại, AV114 và giá sale là còn 440.000. Chị yêu nào yêu thích mẫu này chụp ảnh hàng mình lại đi, sau đó mình sẽ đặt hàng nhanh qua số điện thoại Zalo trên màn hình. Ngoài ra chị em cũng có thể truy cập Zalo này để mình tham khảo thêm một số
xe mới. Cảm ơn các chị đã theo dõi video. Các chị đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo phía bên dưới để cập nhật những mẫu thời trang mới nhất mỗi ngày.